everything engulfed in flames. Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái video clip. Đây là cái video clip thứ hai mà Mỡ làm về cái vị tướng Valier ở trong tháng này rồi anh em ạ. Bởi vì cái video clip đầu tiên Mỡ làm về cái vị tướng Valier này, đó chính là video clip để review cho anh em cái trang phục hội viên ánh sao của cái vị tướng này. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại ở cái vị tướng Valier này, video clip thứ hai trong tháng. Lý do là bởi là cái vị tướng này á, ngày hôm nay đã ra mắt cho mình, đó là cái trang phục biến sắc của cái trang phục special. Đó là cái trang phục hỏa khí đặc thần anh em ạ. Cái trang phục special của cái vị tướng Valier này có tên gọi đó là hỏa khí thức thần á. Còn trang phục biến sắc của cái vị tướng Valier này có tên gọi đó là hỏa khí đặc thần anh em ạ. Và đây như những gì anh em đang nhìn trên ở màn hình, đó chính là những cái bước di chuyển và những cái bước tung kỹ năng đến từ cái vị tướng Valier ở trong cái trang phục biến sắc của cái skin special hỏa khí đặc thần. Ngay đặc thần nó giống kiểu đặc ruột thơm bơ, giống kiểu bánh mì đặc, sữa đặc ông thọ kiểu kiểu như thế anh em ạ. Ok, và chúng ta sẽ sử dụng cái vị tướng Valier này có cho mình đó là cái phép hỗ trợ hỏa tiễn và đi mid hai anh em ở đường giữa. Mỡ đang đối đầu với cả vị tướng Leslie cũng như là thanh niên Châu. Thanh niên Châu thì đi đâu mất rồi, còn ở đây đó chỉ lại đó là cái thanh niên Leslie thôi. Cấu gì ở Mỡ rất khó chịu ngay từ giai đoạn đầu game, vẫn tiếp tục cấu gì, và bây giờ Mỡ bắt đầu có những cái động thái cấu gì ở lại này, làm cho được Leslie và chiến công đầu dành cho Mỡ ở cái vị tướng Valier trong cái trang phục skin biến sắc, đó là cái hỏa khí đặc thần anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái trang bị của cái vị tướng nhìn qua cái trang phục của cái vị tướng này ha. Đó chính là cái trang phục Valier này theo cái tông màu chủ đạo là màu trắng với cả màu đỏ. Còn cái trang phục hỏa khí thức thần, cái trang phục nguyên bản của cái skin special này, nó là tông màu xanh là chủ đạo anh em ha, xanh tối. Bởi vì là cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Valier như anh em cũng đang nhìn này, nó là màu xanh mà. Đó, khi mà chúng ta trang bị cho cái vị tướng này cái trang phục biến sắc á, là nó không làm đổi màu cái hiệu ứng kỹ năng của cái vị tướng Valier ở trong cái trang phục hỏa khí thức thần đâu ha. Và nó chỉ thay đổi cái trang phục thôi. Đại khái là thanh niên Valier hỏa khí thức thần ý là đi chơi nhiều hoặc là nghịch lửa nhiều cho nên áo nó bị cháy anh em. Cho nên thay cái bộ cánh thành bộ cánh với tông màu trắng đỏ. Rồi, ở đây vẫn đường giữa này, có cái sự can thiệp đến từ cái anh chàng Linh có tên gọi là Vũ Hưng. Liên tục là những cái pha cấu rỉa rất khó chịu đến từ vị trí của Leslie, nhưng mà Mỡ đang có cho mình cái chiêu cuối hào quang liên hoa. Kích hoạt lên, kích hoạt luôn cả cái phép bổ trợ hỏa tiễn và dùng sát thương rất nhiều vào cái vị tướng Leslie này. Và Leslie đã bị ăn cái sát thương thiêu đốt theo thời gian đến từ cái nội tại hỏa khí đắc thần. Anh em, cái nội tại lửa thiêng trừng phạt của cái vị tướng Valier này. Và sau đó là đã ngỏ củ tỏi rồi anh em ạ. Mỡ đã có cho mình cái mạng thứ hai trong cái trận đấu này và đang di chuyển xuống đường dưới, phối hợp cùng với đó là Leomot và cái cô nàng Nana này để mà có thể hạ gục được Châu, cái thanh niên gây ra cho Mỡ khá nhiều là cái sự khó chịu ở trong cái giai đoạn đầu game. Thanh niên này cứ múa hoài cái đường giữa và sau đó là đã di chuyển xuống đường dưới rồi. Và đây Mỡ có cho mình đó là cái chiêu cuối hào quang liên hỏa này, kích hoạt lên tăng cái khoảng cách dồn sát thương cũng như là cái lượng sát thương đến từ vị trí của Valier. Và cuối cùng là Châu đã phải nằm xuống cái mạng thứ ba của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Và ở meta hiện tại thì hẳn rằng anh em đều biết rồi đúng không ạ? Valier là một trong những cái vị tướng pháp sư có khả năng dồn sát thương rất mạnh. Và như Mỡ có nói với anh em ở trong một cái video clip Mỡ đã làm ở vào sáng nay, đó là cái phép bổ trợ hỏa tiễn này nó được tăng rất nhiều sát thương. Và như anh em có thể thấy được, cái phép bổ trợ hỏa tiễn này thì Mỡ đánh giá ấy, nó giống như là một cái phép bổ trợ trảm sát ở tầm xa anh em ạ. Cái khả năng dồn sát thương của cái phép bổ trợ hỏa tiễn này là vô cùng kinh khủng. Mỡ đang dồn rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Mia, bắn một cái phát hỏa tiễn này, Mia đã phải tốc biến lên để mà có thể thoát được khỏi cái tầm dồn sát thương đến từ vị trí của Mỡ và sẽ phải lùi về cái nhẹ thôi. Mỡ đang yếu máu rồi. Úp. Như vậy là Mia đã bị hạ gục bởi Mỡ anh em ạ. Có thể như nào anh em nhỉ? Có thể đây chính là cái giáo án lửa thiêng mà Mỡ đã chuẩn bị cho anh em từ rất lâu rồi. Tức là ở cái video clip review trước đây về cái vị tướng Valier trong trang phục hội viên ánh sao ấy, là cái giáo án lửa thui đấy. Đấy, giáo án lửa thui anh em bạn, Mỡ cứ nhầm sang lửa thiêng. Giáo án lửa thui ấy là Mỡ mới chỉ mang đến cho anh em một phần thôi. Nhưng mà cái phát dồn sát thương Mia nó cháy âm mỉ trong lòng của Mia anh em ạ. Và thế là đã dồn sát thương chết ngoeo Mia rồi anh em ạ. Rồi quay trở lại với cả diễn biến trận đấu, đang dồn sát thương rất nhiều vào cái vị tướng Châu này và giáo án lửa thui cũng đã hoàn thành cho mình, đó là cái nhiệm vụ tiễn anh chàng Châu này lên bảng đếm số và thành Châu thui luôn rồi anh em ạ. Ở cái đường trên thì Leslie anh ta đang gặp nguy hiểm, cô ta đang gặp nguy hiểm ở trong cái tình huống bị đó là Linh, bị đó là Nana truy đuổi. Một cái pha sử dụng cái chiêu cuối khép góc đến từ vị trí của Nana cũng đã tiễn cho mình đó là cái cô nàng Leslie, một cái cô nàng vô cùng xinh gái đã phải lên bảng đếm số. Và cái trận đấu đang giao tranh rất là nhiều, mới phút thứ tư, phút thứ năm thôi mà đã có 9 cái mạng hạ gục. Nhưng mà chỉ tiếc là 8 mạng hạ gục đã thuộc về bên Mỡ rồi, cũng phải thôi anh em ạ. Bởi vì cái chất tướng team bạn toàn pick những cái con ao meta thì thắng kiểu gì hả anh em. Rồi một cái phát bắn hỏa tiễn đã tiễn thành công cái cô nàng Mia này lên bảng điểm số. Một cái màn thể hiện sức mạnh có thể nói là outplay
ở một cái vị tướng rất mạnh ở meta hiện tại, đó là Valier. Khi mà đối mặt với những cái vị tướng out meta, ví dụ như là Lesley, ví dụ như là Mia anh em ạ, cái khả năng dồn sát thương của con Valier này có thể nói là cái đám Mia và Lesley về cuối game cũng phải là kiêng chừng phần nào. Bởi vì khi mà mỡ lên cho mình đó là cái phép bổ trợ hỏa tiễn á, là những cái vị tướng mà đang có ý định áp sát vào để mà sờ rơ mỡ á, là mỡ hoàn toàn có thể đẩy ra cái nhẹ. Tại vì cái phép bổ trợ hỏa tiễn này nó có khả năng đẩy lùi những cái mục tiêu đang lao về phía mình mà anh em. Ở bên cạnh đó là mỡ có cho mình đó là cái chiêu cuối, nó giống như là một cái phép bổ trợ thanh tẩy với anh em ạ. Và khi mà bên cạnh cái thanh tẩy nó còn có khả năng dồn sát thương từ tầm rất xa cơ, làm cho dồn sát thương nằm xuống, đó chính là Mia. Mỡ vừa dùng cái phép bổ trợ hỏa tiễn để bắn thẳng vào Châu anh em ha, mà Châu vẫn còn chút xíu máu. Ô, ở đây có cả Lesley này, ui rồi Lesley sao liều ăn nhiều thế nhở? Thanh niên này không hề liều ăn nhiều tí nào nha, liều này là ăn chặt đã chứ không phải liều này là ăn nhiều đâu. Bởi vì là cái lượng sát thương ở thời điểm hiện tại của Lesley là không có. Nhưng mà có vẻ là anh chàng tự tin cũng là có cơ sở thôi. Bởi vì là ở chỗ đó là Karina vẫn đang đi lảng vảng khá là gần. Và máu của mỡ thì nó không đầy bình anh em ạ. Cho nên với nguyên một cái combo của Karina thì mỡ cũng hoàn toàn có thể rơi vào tình huống vô cùng hiểm nghèo. Và có thể bị shutdown. Khi mà mỡ đang có cho mình đó là 7 cái mạng hạ gục. Ở đường giữa đang tập trung 3 thành viên, rất đông thành viên team bạn. Mỡ sẽ kích hoạt cho mình đó là cái chiêu cuối hào quang liên hoa, để mà có thể sử dụng hai cái kỹ năng được cường hóa, đó là cái hỏa diệm bùng phát cũng như là cái bích diệm hồng lưu, dựng tường lửa lên để mà có thể clear thật nhanh cái đợt lính này, di chuyển vào cái khu vực búa xanh để mà xin anh chàng Liêu Mốt này lấy đi cho mình đó là cái con búa xanh. Bởi vì Valier về cơ bản vẫn là một cái pháp sư. Valier anh em có thể chơi theo thiên hướng hỗ trợ hoặc là pháp sư dồn sát thương chính cũng đều là được ha. Và cái vị tướng Valier này không quá là cần thiết cái bùa xanh đâu. Nếu như mà có bùa xanh thì cái sức mạnh của nó sẽ gấp 2 hay gấp 3 lên cực kỳ nhiều. Nhưng mà về cơ bản nếu như mà Valier nhường bùa xanh cho những cái vị trí khác, kiểu như là Fanny hay là Linh, thì cũng vẫn rất là ok là anh em ạ. Đây rồi, đang có trong mình. Ở trên minimap mỡ đang thấy đó là Lesley này, kích hoạt cái chiêu cuối dồn sát thương. Ui sổ ôi, và một cái phát bắn hỏa tiễn đã tiễn Lesley lên bảng điểm số. Mia cô nàng đã phải tốc biến, một cái quyết định vô cùng sáng suốt của Mia ở trong cái tình huống vừa xong. Bởi vì nếu như mà không tốc biến ý, là chắc chắn là bị giáo án lửa thui của mỡ là cho tẹp bô đi anh em ạ, lại giống như ở trong cái tình huống gọi là chết trong hư vô ở cái giai đoạn đầu của trận đấu. Ok, thì cái vị tướng Valier này thì là một cái vị tướng thật sự mà nói anh em là rất dễ chơi và rất dễ trúng thưởng. Anh em đừng nghĩ rằng cái con này nó không có kỹ năng di chuyển cho nên là nó dễ giết nha. Nó hoàn toàn không dễ giết một chút nào nếu như mà anh em lên cho cái con Mia này, đó là nó có level 4 trước tiên này, và sau đó là nó có cái phép hỗ trợ hỏa tiễn. Hoặc anh em có thể lên cho cái vị tướng Valier này cái phép hỗ trợ tốc biến để mà có thể thoát được khỏi cái khả năng dồn sát thương. Đây ở đường trên đang có đó là cái vị tướng Karina dồn sát thương khép góc và ui không được rồi, nhưng mà vẫn còn đó là cái phát bắn hỏa tiễn vòng cái pha móc lốp cái nhẹ đến từ vị trí của Leo Mode trong tầm trụ để mà có thể dồn sát thương hạ gục được Karina team bạn. Rồi rồi, cứ như vậy là sẽ để cái đợt lính đường trên nó đẩy vào trụ thôi, và mỡ sẽ di chuyển ra cái đường giữa để mà có thể back up cho Leo Mode cũng như là dồn sát thương có thêm cho mình những cái mạng hạ gục và chuẩn bị kết thúc cái trận đấu này ở khoảng phút thứ 10. Nó lại là hợp lý anh em ạ. Châu lao ra để mà hất tung mỡ, mỡ có cho mình cái chiêu cuối thanh tẩy thoát khỏi cái hiệu ứng hất tung và đang dồn trả ngược sát thương rất nhiều đến từ vị trí của mỡ và anh chàng Châu này. Nhưng mà khoan, đổi mục tiêu sang Lesley, bởi vì có vẻ chừng là Lesley dồn sát thương là dễ hơn anh em ạ. Cái phải hỗ trợ hỏa tiễn này sắp hồi rồi anh em ạ, nó sắp hồi rồi và mỡ hoàn toàn có thể dồn thêm sát thương. Ê khoan từ từ anh em ạ, máu của mỡ đang là rất thấp và Karina hoàn toàn ui tốc biến từ vị trí của Châu hất tung, nhưng mà đã kịp sử dụng cái phát bắn hỏa tiễn để mà đẩy lùi Châu lại, còn có tiếp tục dồn sát thương vào Châu. Ui thôi cái phát này toang rồi anh em ạ. Mê Karina vòng rất là khéo léo, đã vòng ra đằng sau và chọt ké nhẹ vào mông của mỡ anh em ạ, và bị thông do ở trong cái tình huống ít máu như thế. Thì nói thật với anh em ý, là đến bố của mỡ ra thì cũng bị thông cho đến ngất thôi. Bởi vì là rõ ràng cái vị tướng Karina với cái nội tại của cô nàng gây sát thương chuẩn càng nhiều, khi mà máu của mục tiêu càng thấp máu thì chắc chắn rằng ở trong cái tình huống đó là mỡ không có cách nào để mà thoát được khỏi Karina rồi. Cái chiêu thứ hai, cái chiêu đẩy lùi bích diệm hồng lưu ấy, thì nó lại chưa hồi nữa cơ. Ừ, nó hơi cay ở chỗ đó là như vậy. Rồi, mỡ sẽ hồi sinh cho mình trong khoảng 1 giây nữa và chúng ta sẽ cùng hội họp với đồng đội lấy đi cho mình đó là cái con rùa đến từ vị trí của Linh, và mỡ sẽ di chuyển ra đứng giữa và quên chém gió từ đầu đến giờ. Và nếu như anh em nào muốn hỏi về cái set trang bị của cái vị tướng Valier thì mỡ lên cho cái vị tướng Valier cái set trang bị như hình dưới anh em ha, như ở góc dưới bên trái á. Anh em có thể lên cái set trang bị này ở cái vị tướng Valier chơi theo thiên hướng hỗ trợ hoặc thiên hướng dồn sát thương chính đều được anh em hết. Nhưng mà có một cái vấn đề, nếu như anh em chơi theo thiên hướng hỗ trợ ấy, thì anh em nhớ là lên cho mình đó là cái mặt nạ đảo đường là cái trang bị đầu tiên ha. Còn thì đây là toàn bộ cái hình dáng cũng như là cái dáng vẻ của cái vị tướng Valier ở trong cái trang phục hỏa khí đặc thân. Thì đơn giản thôi, cái trang phục này thì nó không thay đổi về hiệu ứng kỹ năng, nó chỉ thay đổi về cái trang phục, đó là từ trang phục tông màu xanh thì nó đổi sang thành tông màu đỏ và tông màu trắng. Và để mà có thể sở hữu được cái trang phục này này, đầu tiên anh em phải bỏ ra 749 kim cương để mà mua cái skin special của con Valier hỏa khí thức thân đã. Và sau đó thì anh em mới bỏ thêm khoảng 180 kim cương
để mà anh em có thể sở hữu được, đó là cái trang phục Valia, hỏa khí đặc thần, hỏa khí sữa đặc ông thọ này. Ok, bạn Karina có chào mỡ này, chào bạn Trường Nguyễn ha. Ở trong cái trận đấu cho nên là mỡ không thể nào chào bạn được, bởi vì là mỡ đang cùng với cả Nana cố gắng lấy đi cho mình đó là cái trụ này. Một cái pha mạnh long quá giang đạp mỡ lùi về đến từ vị trí của Châu, và Châu mới là người đang gặp nguy hiểm. Ở trong cái tình huống này, mỡ sắp có cho mình đó là cái phát bắn hỏa tiễn, và chắc chắn rằng Châu sẽ phải nằm xuống ở trong cái tình huống này. Dồn sát thương là nhiều đến từ vị trí của Nana, quá là nhiều hiệu ứng khống chế, vừa làm choáng, vừa làm chậm, vừa là hóa Monila đến từ vị trí của Nana. Sẽ có một cái pha nấp bụi để mà dùng cái vị tướng Nana này dụ kèo anh em ạ. Nấp bụi cái nhẹ ha, nấp bụi cái nhẹ ha. Và có lẽ rằng mỡ không nghĩ rằng cái vị tướng Karina sẽ ra đây để mà có một cái pha ca khiệm cái vị tướng Nana đâu. Cho nên mỡ sẽ di chuyển về, sẽ về nhà luôn thôi, không lấy cho mình đó là con cua đâu. Tại vì cái dòng giống pháp sư này giết cái con cua vàng này lâu lắm anh em ạ. Mà thà là chúng ta đi ăn mạ, còn hơn là chúng ta dùng kỹ năng để dồn vào mấy cái đám cua này, không giết được nó đâu anh em ạ. Lâu lắm, đây rồi, đây này, mồi là đây chứ đâu anh em. Ở đây có Leslie, ở đây có Karina đang lấy đi cho mình đó là cái con bùa xanh này. Chắc chắn là một cái pha kích hoạt chiêu cuối, sử dụng cái phép bổ trợ hỏa tiễn, nhưng mà đã bị cái con bùa xanh nó chặn lại. Mà không sao, cái phép bổ trợ hỏa tiễn cũng làm tốt cái nhiệm vụ của mình, đó là lấy đi cho mỡ cái con bùa xanh này anh em ạ. Cái phép bổ trợ hỏa tiễn này, thời gian hồi chiêu của nó chỉ rơi vào khoảng độ 35-40 giây anh em ạ. Nó giống như là cái phép bổ trợ trảm sát khi mà hạ gục đường mạng ấy. Rồi, tụ hợp lại đường trên với cả Mertis cũng như là Liều Mốt. Liều Mốt gọi cho mình đó là cái chiến mã Baby, nhưng mà Châu anh ta đang móc lô của mỡ. Mỡ kịp sử dụng cái đẩy lùi, mà Châu có vẻ như không chọn mục tiêu vào là mỡ anh em ạ. Anh ta đang cố ý định dồn sát thương vào Valia, và dồn sát thương Valia là hợp lý. Mỡ đang bị Karina dồn sát thương, kết quả cho mình đó là cái chiêu cuối, và dồn sát thương rất nhiều, trả sát thương rất nhiều, và hạ gục cho mình đó là cái mã hạ gục thứ 11, đó chính là mã hạ gục để mà mỡ hạ gục cái vị tướng Otters anh em ạ. Tiếp tục là dồn sát thương và không thể nào lấy được cái mạng đến từ vị trí của Châu. Anh ta đang có cho mình đó là cái khiên bất tử, cái khiên đó sẽ cho Châu được một cái khả năng hồi sinh. Đó chỉ là những cái pha gọi là giao hữu kỹ năng đến từ vị trí của Nana cũng như là Mia mà thôi. Tranh cướp đi cho mình đó là cái con rơi quỷ ở phần đường rừng đường trên. Nhưng mà ở cái đường dưới đây, Mia cô ta đang thân cô thế cô, đi farm cho mình đó là cái con rùa này. Mỡ hoàn toàn có thể kích hoạt cái chiêu cuối, mà quay ngược trở lại, Châu đang có động thái móc lô mỡ và đã bị làm choáng bởi cái bộ kỹ năng của mỡ rồi. Rồi từ từ anh em ạ, quay trở lại vẫn là cái mục tiêu là Mia nha. Một cái phát bắn hỏa tiễn, nhưng mà cái phát bắn đó chưa kịp đến nơi thì cái kỹ năng thứ nhất của mỡ đó là cái hỏa diệp bùng phát. Ôi, cầm con Valia này mà có đồ thì xả skin sướng lắm anh em ạ. Rồi, giáo án lửa thui lại tiếp tục với một cái pha dồn sát thương lấy đi cho mình đó là cái khiên bất tử đến từ vị trí của Châu. Và khi mà Châu tỉnh dậy, chắc chắn sẽ bị hạ gục đến từ vị trí của một trong hai thành viên, mà cụ thể ở đây đó chính là cái vị tướng Mertis anh em ạ. Kết quả cho mình đó là cái chiêu cuối và dồn sát thương vào cái vị tướng Leslie. Ở đây có Karina dồn sát thương vào mỡ, mỡ đã kịp đẩy Karina ra, và ở đây có một cái kỹ năng thứ nhất và phát bắn hỏa tiễn. Phát bắn hỏa tiễn chưa cần mà Karina đã phải nằm xuống ở trong cái tình huống vừa xong, máu quá là ít đi, mà Karina cũng là cái vị tướng sát thủ không quá mạnh ở meta hiện tại anh em ạ. Ngày xưa thì Karina là tướng tủ của mỡ, nhưng mà về cơ bản thì con Karina ấy là nó là cái dạng 5 ăn 5 thua quá. Nó giống như kiểu con Saber ấy, lao vào nếu như mà mục tiêu là địch ý mà không chết ý thì mình sẽ là người chết anh em ạ. Có cho mình cái phát bắn hỏa tiễn để mà hạ gục đi đó là cái vị tướng Mia, và có lẽ rằng cái trận đấu này nó sẽ kết thúc ở đây, cái phút thứ khoảng 13 cũng như là 14 của trận đấu này thôi. Ở trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em để mà review cái bộ trang phục hỏa khí đắc thần, cái trang phục biến sắc của hỏa khí thức thần ở cái vị tướng Valia này, là cái trang phục special, cấp độ special anh em ha. Không biết là anh em nghĩ rằng mình có nên bỏ ra khoảng độ 180 kim cương hay là 150 kim cương để mà sở hữu cái trang phục này không, thì quan điểm cá nhân của mỡ là có, bởi vì là nó chỉ tốn có mỗi khoảng độ 150 hay là 180 kim cương thôi. Nếu như anh em có thể giảm giá ấy, thậm chí nó chỉ tốn có khoảng độ 100 hay 80 kim cương là cùng anh em ạ. Đó. Cảm ơn anh em đã xem cái video clip này của mỡ, và nếu như anh em thấy video clip này hay, hãy để lại cho mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh để đón xem cái video clip tiếp theo ha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em với cái mạng kết thúc cái vị tướng Leslie có cho mình. À không, đây mới là cái mạng kết thúc này anh em này, đó là Mia có cho mình cái mạng hạ cục thứ 16. Bye bye.